Xin kính chào quý vị và các bạn. Clip thứ tư này tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn về việc chú ý ánh sáng và độ ẩm cho cây xanh trong tòa nhà xanh. Xin mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Như các bạn đã biết, trong chăm sóc cây, việc chú ý về ánh sáng và độ ẩm cho cây rất quan trọng. Khi chúng ta đặt cây không đủ ánh sáng hoặc thiếu độ ẩm, lá cây sẽ chuyển sang màu nâu vàng và cây có thể bị héo kém phát triển. Các bạn chú ý khi đặt cây phải tránh vị trí dưới máy điều hòa, trên tivi hay giữa rèm cửa. Phòng ngủ và phòng tối, những nơi không có ánh sáng chiếu vào sẽ làm cho cây kém phát triển, thậm chí cây sẽ chết. Về việc cung cấp ánh sáng cho cây, với những cây cần nhiều ánh sáng mặt trời, chúng ta sẽ đặt cây ở hướng chính nam. Những cây ưa ánh sáng gián tiếp, chúng ta nên đặt ở cửa sổ hướng tây hoặc đông. Những cây cần ánh sáng nhẹ, chúng ta nên đặt ở cửa sổ hướng bắc. Về độ ẩm cho cây, chúng ta tăng cường bằng cách để một khay nước ở bên dưới chậu cây cảnh và lưu ý chúng ta chỉ đổ nước ở mức vừa phải để đảm bảo vệ sinh cho cây. Trên đây tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn về việc chú ý ánh sáng và độ ẩm cho cây xanh trong tòa nhà xanh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.